Xuân ấm áp nhanh đến thì thật tốt. Mùa xuân ấm áp nhanh đến thì thật tốt. Nếu mùa xuân đến, cùng nhau đi picnic đi. Nếu mùa xuân đến, cùng nhau đi picnic đi. Được, tớ sẽ chuẩn bị kim báp cho. Được, tớ sẽ chuẩn bị kim báp cho. Nhanh, nhanh. Ấm áp, ấm áp. Picnic, picnic. Được, được.